Kính chào quý vị khán giả, đó là những cảm xúc tiếc nuối, kính phục của người dân đối với Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, người chiến sĩ trẻ đã quả cảm hy sinh khi cùng đồng đội giúp đỡ dân phòng chống cơn bão số 3 tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Nơi nào mưa bão khốc liệt nhất, nơi đó luôn có mặt các cán bộ chiến sĩ quân đội công an lăn xả, bất chấp hiểm nguy tính mạng vì nhân dân. Trong bão lũ, những nghĩa cử cao đẹp được trao đi cùng nhau vượt qua gian khó, đó là trách nhiệm, trái tim của mỗi người dân Việt Nam.